Sau nhiều tháng ngày đắn đo, chủ quán nhậu hải sản Nha Trang tại đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phải nói lời chia tay với mặt bằng làm quán nhậu đã gắn bó gần 6 năm nay để chuyển qua mô hình bán online vì không trụ nổi qua các đợt dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 5 tháng qua, cứ mở mắt ra, ông chủ trẻ tuổi phải suy nghĩ đến số tiền mặt bằng phải gánh, đến độ bạc cả tóc, thậm chí phải cạo đầu để vợ con nhìn đỡ lo lắng. Đắn đo suy nghĩ vui vui cứ kéo dài khoảng thời gian từ tháng 8 cho tới tháng 10 mình quyết định được. Tại vì dù sao thì cũng đây, cái này cũng là cái tâm huyết của mình và mọi người cũng biết nó nhiều. Một khi mà mình bỏ nó thì thật sự là rất là buồn. Ai mà cũng vậy cả, đứa con tinh thần của mình sinh ra mà gắn bó đến mấy năm trời mà sao mà mình không buồn được. Ai cũng vậy cả thôi. Thật sự thì để mà một ngày mà không có doanh thu mà phải suy nghĩ làm thế nào cái vài một ngày 1 triệu để trả tiền mặt bằng, một ngày 1 triệu để trả tiền mặt bằng, trong khi đó doanh thu là thì lại không có. Giãn cách xã hội thì kéo dài. Thì không biết khi nào ấy thì lúc đó thì mình mới thì thôi bỏ trẻ lại đi để cho nó nhẹ cái đầu bớt và tập trung vào cái công việc kinh doanh online của mình. Chú chó này được anh Phương nuôi cách đây 1 năm, nhưng từ khi trả mặt bằng, anh cũng để lại cho người hàng xóm cạnh quán. Gặp lại chủ cũ, chú chó tên Rick quấn quýt xa vào chân chủ để nhớ nhung. Ở nhà lúc mà nửa tháng trời ấy, anh về cho Bình, anh về cho Bình Thạnh thì để dưới này nó ăn ngủ nhà hàng xóm, thế là sau đó sang quán hàng xóm nó tao để hàng xóm nuôi luôn. Anh Phương chỉ là một trong số hàng chục chủ quán lâm vào cảnh khốn khổ sau 2 năm dịch bệnh. Dẫn phóng viên đi một vòng khu phố đường 23 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực sôi động nhất nhì thành phố Thủ Đức vào chiều cuối tuần. Ông chủ quán nhậu có gần 10 năm kinh doanh lắc đầu, ngán ngẩm, nói chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh ảm đạm như vậy. Quán đặc sản biển Cô Ba, những ngày chưa có Covid-19 thường đông đúc khách từ 11 giờ trưa đến đêm khuya, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Nhưng đây là những gì phóng viên ghi nhận vào chiều 13 tháng 11. Chiều thứ Bảy, quán chỉ còn lại 1 đến 2 nhân viên làm công việc quét dọn, xếp bàn ghế chồng lên nhau. Không một bóng khách qua lại. Cách đó không xa, hàng loạt mặt bằng rộng rãi vài trăm mét, từng kinh doanh các món nhậu hấp dẫn như dê tươi, bò tơ, ốc ghẹ cũng treo đầy biển cho thuê hoặc sang nhượng mặt bằng. Cả khu phố im lìm vắng vẻ. Để tồn tại qua các đợt dịch, các chủ quán phải chuyển mô hình sang bán mở nhậu món ăn online. Không chỉ mặt bằng rút gọn, mà nhân sự cũng phải tinh giản hết mức để có thể duy trì hoạt động kinh doanh, buôn bán. Thì giờ mình chỉ còn 2 người à, tối ưu hóa nhân sự luôn. Chỉ cái đơn lấy về xong rồi có những cái gói sốt sẵn thì mình chỉ việc một là gửi về khách làm, hai là mình tự làm cho khách. Và khi mà khách có thể khi mà khách không chế biến chưa cái quy trình nó như thế nào mà khách không thể là biết được thì khách có thể gọi Zalo cho mình hoặc là gọi điện thoại cho mình sẽ hướng dẫn là cái quy trình nó làm như thế nào. Mô hình bán online đang cho thấy những hiệu quả khả quan với các chủ quán nhậu. Mặc dù chỉ mới mở bán 15 ngày, kể từ sau khi trả mặt bằng lớn, chủ quán đã nhận được nhiều đơn hàng tươi sống hoặc chế biến sẵn nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống tại nhà của khách hàng. Số lượng đơn thì nó tầm độ rơi vào khoảng 5-6 đơn, nhưng mà cái số lượng món trên đơn rất là nhiều. Cái tâm lý nhu cầu khách vẫn là tập trung anh em ăn uống, nhưng mà hạn chế đi ra quán vào những ngày cuối tuần thì nó đang khổ không mong muốn. Chủ quán kết hợp bán cả đồ tươi sống lẫn các gói sốt gia vị, nước dùng cô đặc. Khách có thể lựa chọn mua về tự làm hoặc nhờ quán chế biến với khoản phụ thu không đáng kể. Quán kiến đầu tiên chỉ nghĩ là bán hải sản sống thôi, nhưng mà đấy nhu cầu của khách là chế biến xong rồi chỉ mới đặt lên bếp, không ngoại các thứ để về tiện nướng các thứ cho khách này. Mình mới làm, thứ nhất là mình mới làm nữa, mình phải làm quen khách với lại là cái gì cũng vậy, nhưng mà mình không có lấy lời nhiều, tức là chỉ đủ. Nói chung là để đủ để mình duy trì cái lợi nhuận đó để mà làm tiếp thôi. Bởi vì nếu mà tính ra so với ở những cái nơi khác bán thì cái giá mà mình đưa ra đó, thì nó quá phù hợp lý. Nó thậm chí là có nhiều mặt hàng còn rẻ hơn cả giá chợ nữa. Nướng hay là lẩu hay là gì thì cũng thu thêm có mấy chục nghìn thôi à. Với nguyên liệu tươi và kinh nghiệm chế biến nhiều năm ở quán nhậu, việc bán hải sản, đồ ăn, mua nhậu online đang là biện pháp hiệu quả giúp nhiều chủ quán có nguồn thu nhập để dần khôi phục kinh doanh hậu giãn cách xã hội.